Rồi sờn á. Con rút cái áo lên. Rồi con sờ bên kia con hỏi cô. Đó con sờ con đó đi. Kìa cái con ngay trai cô kìa. Đứng đợi anh hai sờ cái. Thang có sờ không? Con sờ không? Để anh hai sờ vô. Trời ơi, nó cứng hả? Nó cứng hả? Sờ thử con khác coi, con đó nó mềm hay cứng kìa. Giống cô kìa, sờ con đó đi. Leo lên đây. Leo lên. Ừ. Sắn tay áo lên. Sắn lên. Được không? Được không? Cố lên. Được chưa? Cứng hả? Vậy mình coi xong rồi.